Apples. Apple. Apple. À. An apple. One green apple. Không phải double. One green apple. One green apple. Đúng rồi. Two red apples. Two red apples. Two red apples. Đúng không? Nào đọc lại nào. Two one green apple. Two red apples. Đúng rồi, giỏi quá, bạn Việt giỏi quá. Cố cho bạn Việt 10 điểm. 100 điểm. À 100 điểm. Đọc quả này nào cái này. Nào, bây giờ bạn Việt đọc cái từ này cho bố nhá. Big. Rồi. Red apple. Double. Không phải double gì? Gọi là apple. Yes. Big. Đây mà. Round. Round. Round là gì? Cái đây là gì không? Round. Là gì không? Là hình tròn. Nha. Yeah. Round. Round. Gì? Đọc là gì? Big. Đúng rồi. Big. Big. Đây đọc là gì? Apple. Đúng rồi. Nào đây. One green apple. Đúng rồi. Đây. Two red apples. Two gì? Two red apples. Đúng rồi. Two red apples. Two red apples. Rồi, bạn Việt giỏi quá. Nào đọc lại cho bố chỉ đâu đọc cái đấy nhé. Bố chỉ con đọc nhé. Đây, bố chỉ này. One green apple. Đúng rồi. Two red apples. Yes, giỏi quá. Bạn Việt giỏi quá. Hôm nay bạn Việt phải được 100 điểm. Bởi vì bố hỏi cái gì bạn Việt cũng biết nhỉ. Rồi, vâng. Bạn Việt ngồi đây, bạn Việt ngồi đây. À, bạn Việt ngồi đây, mình đọc ôn lại một bài lần nữa nhé. Vâng. Apple. Đúng rồi. Big. 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 Apple. Road. Rồi, giỏi quá. One green apple. Two red apples. Yes, giỏi quá. Bạn Việt rất là giỏi. Cho bạn Việt 100 điểm. Thế là bạn Việt đã học thuộc bài A đây nữa. Đây là gì? Apple. Đây mà, có chỉ. Two. Thế đây là gì? One. Thế đây là gì? Hai cái này phải giống nhau không? Không. Đây, cái từ này là cái từ này phải giống nhau không? Đúng. Thế đọc one. Đúng rồi. Đây là one thì đây cũng phải là one chứ, đúng không? Nếu như mà có cái chữ e đằng trước thì đây cũng có chữ e đằng trước. Ừ. Đây đọc cái gì? Đây. Đây đọc cái gì? Two. Yes. Rất giỏi. Đây là gì? What is it? One. What is it? Green. Yes. Good, good, good. Đây là gì? Đây là gì? Red. Yes, giỏi quá. Bạn Việt thật là giỏi. Đọc lại lần nữa nào, đây là gì? Cái gì hả bố? Đọc lại nào, đọc lại nào. Đây là gì? One. Yes, đây là gì? Two. Đây là gì? Green. Yes, đây. Red. Wow, bạn Việt giỏi quá này, bố cho bạn Việt hơn 100 điểm. Đúng không? Thế đây là gì? Red. Đúng rồi, màu đỏ là red rồi, nhưng mà nó là quả gì đây, đọc quả gì? Quả này đọc quả gì? Apple red. Red apple. Red apple. Không phải apple red mà.
Phía quả táo đỏ đúng không? Con vừa đang nói là quả táo đỏ đúng không? Đúng không? Thì con đọc là red apple. Red apple. À quên, đúng rồi, red apple, đúng không? Red apple. Rồi, đây là quả táo gì? Quả táo... xanh đúng không? Hang. Có phải xanh không? Có phải. Cái đọc là gì? Đọc là... green. Green gì? Green apple. Yeah, giỏi quá. Bố yêu bạn Việt nhiều quá. Nào bạn Việt đây, quay Việt quay ngoảnh nha, đừng ngồi dậy cho quay cho các bạn nhìn bạn Việt cái thế, bạn Việt học giỏi ấy, cho bạn Việt, cho các bạn nhìn thấy bạn Việt cái nào. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Hỏi là các bạn thấy mình học tiếng Anh có giỏi không? Các bạn có nhìn thấy mình học tiếng Anh giỏi không? Các bạn học cùng mình nhé. Các bạn học cùng mình nhé. Các bạn theo dõi kênh YouTube của mình nhé. Các bạn theo dõi kênh YouTube của mình nhé. Để cùng học tiếng Anh với mình nhé. Để cùng học tiếng Anh với mình nhé. See you later. See you later. Và các bạn thấy là see you later. Bye bye. See you later. Bye bye. Yeah. Rất giỏi.